Chúng con mang ơn Đức Thầy, Đức Di Lạc Phật Vương. Trước khi Phật Thích Ca nhập diệt, Ngài phó cho Di Lạc Phật Vương ở lại trần chiều khổ dầm xương, để dắt chúng thoát đường sanh tử. Lời di chúc suốt đời Ngài giữ, mấy ngàn năm vẫn trụ thế gian, chịu biết bao cực khổ tai nạn, bỏ cung nồi xuống trần đồ chúng, hiện đủ xác khắp trong nhân chủng. Đức Đạt Ma Ấn Độ thuở xưa, đến Trung Hoa lục tổ truyền thừa, về Nam Việt Phật Thầy Sơn Bụ, ra mỗi đạo tử ân hiểu nghĩa, cho tín đồ châu chìa làm người, để một mai chuyển đổi đất trời, kịp bước đến Long Hoa dự hội. Biết bao kiếp Ngài không mệt mỏi, khi Phật trùm sư vại Đức Thầy, xác cuối cùng bần sĩ ngày nay, lo dắt chúng đêm ngày chẳng nghỉ. Chúng con thật hà căng thiểu trí, bị văn minh ma quỷ cuốn lôi, sống buông lung như kẻ nổi trôi, không hề biết quay về nguồn cội, cứ mặc sức say mê gây tội, để phụ hoàng nổi giận diệt tiêu. Thầy cùng chư Bồ Tát đánh liều, xuống thế gấp cũ nguy con dài, bao khó nhọc thầy không quản ngại, mang nữ thân già cả bệnh hoài, vẫn ngày đêm chạy khắp Đông Tây, đờn kêu rẻo theo thầy lãnh nàng, gọi con ơi tu mau đời tầng, bệnh dịch ôm đủ tán số căn, trần cuồng phong lũ lụt sóng thần, cuốn trôi hết không còn gì cả, lớp binh biển bốn bên giặc giả, giết chết người phố xã tiêu tàn, lửa trời thiêu đốt hủy thế gian, diệt hết kẻ ác gian ác đức. Con ơi cõi hồng trần nên rứt, lời danh tình đừng buộc lụy phiền, lo tu hành về Phật với tiên, Long Hoa hội đằng chầu thánh đức. Ơn đức ấy biết sao đền được, như Thái Sơn biển rộng sông dày, của từ tôn Đức Phật Như Lai, chúng con hứa nghe thầy tu niệm, cùng hoài sống nhắc nhau kiểm điểm, buông thế trần ô nhiễm tâm linh, xin công phu cho huệ khai minh, để thầy tổ vị tình thỏa già, lời sau cuối chúng con bái tạ, thỉnh cầu thầy trụ thế lâu dài, cho chúng sanh mạt hà đời nay có chỗ để nương về học đạo, đồng cầu nguyện hồng ân tam bảo, gia hộ thầy sức khỏe bình an, lái thuyền từ đi khắp thế gian, cứu vớt hết cả đàn con dài. Nam mô A Di Đà Phật. Illinois, ngày 18/12/2023, Thanh Chơn cư sĩ. Thanh Chơn cư sĩ nguyên là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, gửi cho Kỳ Vân cư sĩ bài thơ trên đây. Nội dung nhớ ơn thầy tổ, đệ tử nguyện tu kịp cơ tận thế hội Long Hoa. Nam mô A Di Đà Phật. Hỡi người chân tự hãy gặm suy,
lẽ đạo diệu thâm phải liệu tri. Lìa vòng cầu chơn xa bát nhà, ly hữu tâm vô ác mê si. Phải đâu chân lý riêng hai thứ, biệt phân tà chánh chẳng ngộ chi. Lìa sống nước tìm làm sao thấy, giác mê lẽ ấy phải gầm suy. Trích trong pháp kệ bí truyền của Bạch Y đạo sĩ Liên Hoa Tịnh Huệ, biên khảo Ấn Tống ở Mỹ năm 1999. Phân tích lời bình: trong hoa sen có bùn dơ, trong bùn dơ có hoa sen, lìa bùn dơ không thể có hoa sen, lìa giả thân khó cầu kim thân. Sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc. Nghĩa là sắc không khác với không, và không cũng không khác với sắc. Sắc chính là không, và không cũng chính là sắc. Sự việc vừa là nó và đồng thời cũng không phải là nó. Sự vật vô thường luân chuyển mãi không ngừng. Có không không có vô thường, chuyển luân luân chuyển là đường sắc không. Lìa vọng tìm chân não nồng, lìa cõi trần hồng chẳng thấy Phật tiên. Tu chơn sống ở trần miền, an nhiên tự tại mỗi diền Phật tâm. Phật đâu có ở xa xăm, thảo lư nhân đức chăn rằm sáng chân. Đất bằng sống dậy cơ trời chuyển, ngựa khóc dê sầu chó sủa rân. Cuộc đời thay đổi như tên, đại ngu xuất hiện nhân duyên đã kề. Chó sủa vang chủ ông sẽ về, gánh vác non sông thật nặng nề. Gắn công sức tí hạ hê, sủ đụng định về nó nê bá tánh. Trích pháp kệ bí truyền Ấn Bản năm 1999. Thôn sơn bạch hổ trở về, chỉ dắt may gặp chúng đề bằng ba. Lãnh nguyện người phải bàn ra, mỗi đề mỗi chật tầng gia tầng hình. Đề này đệ trí trung bình, ai mà bàn chúng đắc tình quả tu. Trích trong Kim Cổ Kỳ Quang Thừa Nhàn 141. Sẹt 1 đến 2. Ông Ba Nguyễn Văn Thới viết năm 1915. Chú thích: bạch hổ ám chỉ năm Giáp Dần 2034, lên Thượng Nguồn Hòa Bình Vĩnh Cửu, Sydney ngày 18 tháng 6 2022. Kỳ Vân cư sĩ biên khảo